chúng ta khen công khai, ví dụ vậy. Khen này khen công khai, nhưng mà gì ạ, nhưng mà góp ý thì góp ý gì ạ? Góp ý riêng tư, góp ý riêng tư. Cái điều đầu tiên chúng ta phải biết đến cái kỹ thuật hay là cái nghệ thuật khen khen chê, nó chính là gì ạ? Nó chính là sức mạnh của ngôn từ. Chúng ta biết rằng là gì ạ? Là ngôn từ có một sức mạnh vô cùng to lớn. Ngôn từ có thể nâng đỡ người khác lên, nhưng ngôn từ cũng có thể vùi dập người khác. Ngôn từ có thể giúp người khác vượt qua những cơn giông bão, nhưng ngôn từ có thể giúp làm cho người khác là gì ạ? Chìm sâu vào những cái đêm đen tối. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Ngôn từ có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Ngôn từ nó có sức mạnh còn lớn hơn cả những cái viên đạn. Ngày xưa chúng ta biết là gì ạ? Bao nhiêu anh chị em biết đến cái bài và Bình Ngô Đại Cáo. Một cái bài văn, một cái bài hịch mà có thể là gì ạ? Làm cho coi như là địch cũng phải là phải run sợ, đúng không ạ? Rồi đến như là gì ạ? Có những cái trường hợp mà Khổng Minh dùng ngôn từ để mà có thể đánh bại, có như đẩy lùi được cái gọi là vạn quân, đúng không ạ? Dùng ngôn từ có thể đẩy lùi vạn quân đó. Thế thì ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn. Có một cái câu chuyện như này. Có một cái cô gái, có một cô gái làm cái nghề mà bồi bàn, tức là giúp việc ở trong quán ăn. Thế thì cô này thì không được học tập, không được học tập và không được gọi là có những cái kiến thức cơ bản. Cho nên là cô ấy không bao giờ dám nghĩ rằng cô ấy có một cuộc sống gọi là tốt đẹp. Không bao giờ tin tưởng rằng cô sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và rất là gọi là mất tự tin, luôn luôn là mất tự tin hay là hơi tự ti. Thì cái ngày hôm đó có một cái bà gọi là rất là quý phái đi vào quán ăn đó. Và khi mà cô này cô ấy phục vụ cho cái bà này, thì cái bà này bà ấy rất là gì ạ? Rất là ưng ý. Và bà ấy nói với cô này một câu. Bà nói rằng là gì ạ? Cô có biết rằng cô có một cái vẻ đẹp nội tâm rất là gì ạ? Trong sáng và tuyệt vời không? Cô đã có ai đã khen cô cái điều này trước đây chưa? Đấy. Thì cô gái bảo là, cô gái tim đập rất nhanh rồi, cô gái bảo là gì ạ? Là chưa có ai khen tôi cả. Chưa có bao giờ tôi được có một cái lời khen nào cả. Đấy. Thế thì bà này bà mới nói rằng là gì ạ? Nếu như mà cô có niềm tin, cô tin tưởng vào trong gì ạ? Trong cái nội tâm, trong cái tâm hồn của mình, tôi tin tưởng rằng là cô sẽ là cái người rất là hạnh phúc trong tương lai. Đó. Và sau khi bà này bà khen thì cô này cô ấy sung sướng vô cùng, cô sung sướng vô cùng và bắt đầu cô tin rằng cô có một cái thế mạnh nào đó, cô có một cái vẻ đẹp nào đó, cô có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn vào chính bản thân mình. Sau đó bắt đầu cô ấy thay đổi, bắt đầu cô ấy chăm chút về vẻ bề ngoài hơn, bắt đầu cô ấy đọc sách, cô bắt đầu học tập nhiều hơn, bắt đầu cô ấy vui vẻ hơn, cô cười nhiều hơn. Và một ngày đẹp trời thì cô ấy đã thay đổi được bản thân mình, cô đã tìm kiếm được tình yêu chân chính của cuộc đời, cô đã bắt đầu trở thành một cái con người thành công hơn, hạnh phúc hơn. Đấy. Và sau rất nhiều năm thì cô ấy gặp lại cái bà, cái người đã khen cô ấy trong quá khứ. Và cô ấy nói với bà ấy rằng là gì ạ? Tôi không thể nào quên được cái ngày mà gặp bà. Bởi vì chính cái ngày đó, chính cái lời khen đó của bà đã cho tôi một cái niềm hy vọng trong cuộc sống, đã cho tôi một cái niềm tin trong cuộc sống. Và từ đó tôi đã bắt đầu thay đổi. Và tôi vô cùng biết ơn bà, chỉ vì bà đã gieo cho tôi một cái hạt mầm của một sự sống. Đấy. Thì bà này thì bà ấy rất là ngạc nhiên, bởi vì bà ấy là cái người mà có thói quen là đi khen ngợi người khác. Bà không thể nghĩ được rằng là cái việc khen ngợi của bà ấy lại có thể thay đổi một con người với một cái sức mạnh lớn lao như vậy. Đó. Thì đó chính là cái sức mạnh của cái ngôn từ. À, một cái câu chuyện khác cũng là một cái người lao động
phổ thông, một cái người lao động chân tay rất là gì ạ, rất là khổ cực. Sau đó khi mà có một cái anh chàng này là diện là một cái người lao động phổ thông rất là khổ cực, tức là họ làm cái nghề gọi là bốc vác và những cái nghề mà thấp kém nhất, tức là ai sai gì làm đó đó. Thì cũng có một lần thì anh này anh ấy gặp một cô gái, anh nhìn thấy cô gái này rất là xinh đẹp và anh ấy rất là thích đó. Tuy nhiên thì anh ấy biết rằng là anh ấy là cái người mà không được tự tin cho lắm, và cô này thì trông rất là sang chảnh đó. Thì trong một cái lúc mà anh đi đến gần cô ấy thì cái người anh này rất là bẩn và nó rất là hôi. Thì cô này cô chỉ bịt mũi cô, nhìn cô, nhìn cái ánh mắt khinh khỉnh anh chị, nhìn với ánh mắt khinh khỉnh không nói gì anh chị. Hai người đi ngang qua nhau, anh này thì anh nhìn cô này anh rất là thích, thì gọi là nhìn thấy gái xinh ai thích đúng không chị em đó. Nhưng mà cô này cô ấy nhìn anh này với ánh mắt rất là khinh thường, và anh cô này cô tránh xa giống như là gặp một cái con bệnh. Thì anh này cảm thấy trái tim vụn vỡ, mới đầu là định tiến đến để làm quen, nhưng mà mình nhìn lại mình hóa ra mình thì làm sao vừa xấu vừa bẩn vừa hôi. Thế là mình thấy là gì ạ, thế là cuộc đời thực sự là gì ạ, cảm thấy rất là đau khổ. Và càng ngày anh càng trở nên đau khổ hơn, càng ngày anh càng trở nên là diện là mất tự tin hơn, không dám ra đường, không dám gặp ai, không dám nói chuyện với ai và không dám tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Thì đôi khi ấy, nó diện nó không chỉ là một cái lời khen, đôi khi là một cái diện một cái lời chê, nhưng mà một cái lời chê phi ngôn từ nó cũng gây ảnh hưởng sâu sắc đến một con người. Đấy ạ. Trước đây cái câu chuyện của Huy. Trước đây thì Huy ở trong cái gia đình mà mẹ Huy thì vô cùng tiêu cực. Đặc biệt là khi mà Huy cứ định, dự định có một cái ý tưởng gì đấy, định làm một cái gì đó, thì mẹ Huy bao giờ cũng đưa ra một câu: mày làm sao được, bố mày còn chẳng làm được, mày làm sao được. Đấy. Thế thì thực tế là đúng là như vậy. Bố Huy có 3 bằng đại học đấy, nhưng mà trong công việc thì cũng không thành công đấy. Nhưng mà ông thì rất giỏi, rất giỏi, đến bây giờ thì cũng rất giỏi. Ông là cái thầy đồ viết chữ ở trên Văn Miếu Quốc Tử Giám à, rồi là thầy dạy phong thủy à, rồi là thầy tử vi tướng số. Nhưng mà cuối cùng là gì ạ, thì cái cuộc đời nó cũng không thành công, không thuận lợi à, về tiền bạc nói chung là cũng không nhiều à. Cho nên mỗi lần mà Huy có một cái ý tưởng kinh doanh hoặc có một cái ý định nào đó làm cái gì đó thì mẹ Huy bao giờ cũng cho một gáo nước lạnh. Mà mình ngày xưa ấy thì mình không đủ bản lĩnh để mình vượt qua những cái gáo nước lạnh như vậy à. Bao nhiêu anh chị em khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh, chúng ta định làm cái gì đó, thì chúng ta về chúng ta nói chuyện với người thân của mình một cách rất là hào hứng, và sau đó thì chúng ta nhận được những cái gáo nước lạnh. Chúng ta bảo là gì ạ, mày làm sao được. Nó giống Huy ngày xưa thì comment số 5 giúp Huy đúng không ạ. Nếu mà anh chị em đã từng hào hứng khoe với người thân của mình một cái điều gì đó, một ý tưởng gì đó, một cái cơ hội nào đó, sau đó là gì ạ, chúng ta nhận được cái gáo nước lạnh rất là gì ạ, rất là đau đớn, thì làm gì ạ, comment số 5 giống Huy ạ, giúp Huy đúng không ạ. Ok, đấy, đây là những cái con người đồng cảm với nhau à, ok không ạ. Rồi đó, thế thì anh chị em thấy không ạ, đấy là sức mạnh của ngôn từ vô cùng to lớn. Vì vậy là chúng ta hãy cẩn trọng, chúng ta hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Có những người ấy, khi mà nhìn thấy người khác làm sai ấy, là mình rất là sung sướng, mình xông vào mình góp ý với giọng rất hả hê, xông vào là gì ạ, chửi bới với một cái gì ạ, với cái tâm trạng rất là gì ạ, rất là bực bội đúng không ạ. Đấy, thì tất cả những điều đó đều là những cái thứ không tốt, tất cả những thứ điều đó nó không phải là góp ý. Rất nhiều người nói rằng đấy là tôi góp ý cho họ, nhưng mà thực ra đấy là gì ạ, đấy là hại họ. Đấy, không phải là lúc nào mình thẳng thắn cũng là tốt anh chị em nhé. Có nhiều người nói rằng là tôi là người thẳng thắn cho nên là tôi góp ý thẳng luôn đấy, gọi là mất lòng trước được lòng sau, nhưng mà thực ra đấy là gì ạ, đấy là tội ác này anh chị em, đấy là tội ác. Có nhiều người họ gì ạ, họ mất niềm tin với cuộc sống cũng chỉ vì những cái tội ác như vậy, bằng những cái lời nói như vậy. Lời nói nó còn nguy hiểm hơn cả dao, nó hơn hơn cả súng ống. Cho nên là gì ạ, chúng ta hãy cẩn trọng
với lời nói của mình. Rồi, chúng ta biết rằng là khi mà lời nói của mình nó có thể làm thay đổi cấu trúc của nước, đặc biệt là chúng ta có thể nhìn vào cái cấu trúc của những cái bông tuyết. Khi chúng ta thử có như thí nghiệm như sau, đó là thí nghiệm bằng cách là gì ạ? Mình luôn luôn có một bông tuyết, có một bên, một cái lọ tuyết một bên ấy, thì là chúng ta nói ra những cái lời nói tích cực, những cái lời nói yêu thương, những lời nói khen ngợi, thì cái bông tuyết đấy nó sẽ nở ra và nó sẽ rất là gì ạ? Nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ hình thù nó rất là gì ạ? Là cân đối. Nhưng một bên, những cái bông tuyết mà được nghe những cái lời nói tiêu cực, những lời nói mà ác ý, những cái lời nói mà dạ chê bai, thì cái bông tuyết nó rất là xấu xí và hình thù nó rất là gì ạ? Nó không có rõ ràng. Cái điều này anh chị em có thể lên YouTube và lên Google, anh chị em search đấy ạ. Người ta có thể có thí nghiệm là đó là gì ạ? Trong hai cốc nước anh chị em nhé, hai cốc nước và người ta thả cái bông gòn và cái cho nước vào cái bông gòn đó, hai cốc nước hoàn toàn sạch giống như nhau, nhưng mà một bên chúng ta dán những cái lời nói mà gì ạ? Yêu thương, một bên chúng ta dán cái lời nói là gì ạ? Là độc ác mà chê bai, thì một bên cái chai mà chứa cái nước mà được dán cái ngôn từ mà yêu thương ấy, thì cái nước bên đấy nó rất là trong và nó không có bị bay màu, không bị đổi màu. Nhưng cái nước mà bên cái chỗ mà gì ạ, mà dán những cái từ mà chê bai và độc ác ấy, thì bên cái nước đấy nó bắt đầu nó bị xỉn màu, nó bị vàng, nó bị ố, cái bông gòn bên trong nó bị ố, nó bị bẩn, nó bị đục đi. Thế mới hay. Đấy, như vậy là gì ạ? Sức mạnh của ngôn từ nó ảnh hưởng đến từng giọt nước một. Mà chúng ta biết cơ thể chúng ta là bao nhiêu ạ? Chiếm hơn 70% là nước. Cho nên là gì ạ? Cái ngôn từ nó ảnh hưởng đến nước ở trong cơ thể chúng ta, nó ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta vô cùng lớn. Đấy ạ. Vì vậy mà chúng ta biết rằng cái việc khen, việc chê người khác có thể nâng họ lên, họ nhưng mà cũng có thể là hạ họ xuống. Vì vậy là chúng ta phải biết cách sử dụng ngôn từ. Rồi. Có bốn cái nguyên tắc khi mà chúng ta khen chê người ta. Đấy, bốn nguyên tắc khi mà chúng ta khen hay chê người khác. Nguyên tắc thứ nhất đó là gì ạ? Là hãy chân thành. Tức là gì ạ? Khi mà khen hay chê một ai đó, khen hay là góp ý, ở đây là chê thì ý ở đây là góp ý anh chị em nhé. Thì khi mà chúng ta muốn khen hay muốn góp ý với ai đó thì chúng ta phải chân thành và luôn luôn mong muốn cái điều tốt đẹp đến cho người đó. Chúng ta khen cũng là chỉ mong muốn cái điều tốt đẹp đến cho người đó. Chúng ta góp ý thì cũng mong muốn cái điều tốt đẹp đến cho người đó. Như vậy là gì ạ? Ở đây nó phải xuất phát từ cái tâm giúp đỡ người khác. Mình muốn giúp đỡ người khác cho nên mình mới góp ý, chứ không phải mình góp ý để vùi dập người khác, để nâng mình lên. Được không ạ? Đấy. Có rất nhiều người là gì ạ? Là góp ý một cách quá thẳng thắn. Đấy. Góp ý một cách thẳng thắn, tức là nhìn thấy họ sai ấy, mình xông phi vào, mình gì ạ? Mình chửi luôn, không phải là góp ý nữa đâu, mà chửi một cách rất là khí thế, chửi một cách rất là gì ạ? Là hào hùng, chửi một cách rất là gì ạ? Rất là căng thẳng. Thì điều này làm sao? Điều này là gì ạ? Là không tốt, điều này là nguy hiểm, điều này là một, bởi vì sao? Bởi vì cái bên trong của mình ấy, nó không phải là cái thực sự mong muốn giúp người khác. Cái bên trong của mình thực sự ấy, đó là mình chỉ muốn vùi dập người khác để nâng mình lên mà thôi. Cho nên là gì ạ? Những cái người nào mà góp ý một cách gọi là vô ý thức, hay là mình nói thẳng luôn là vô đạo đức ấy, đó là gì ạ? Đó là chỉ vì là muốn thỏa mãn cái tôi của mình. Nói thẳng luôn là muốn thỏa mãn cái tôi của mình, muốn dìm người khác đấy. Bởi vì khi mà mình dìm thằng khác xuống được ấy, thì làm sao? Thì mình cảm thấy mình ngon hơn, mình ngoi lên được một tí. Đó, cho nên là gì ạ? Cho nên đây là một cái điều vô cùng nguy hiểm cho cuộc sống, đặc biệt là trong đội nhóm của chúng ta. Có những người mà cứ nhìn thấy người khác sai là thích lắm. Có ai mà nhìn thấy người khác sai mà thích mà xông phi vào mà góp ý một cách nhiệt tình không? Huy hy vọng rằng không có ai, đúng không ạ? Rồi, cái nguyên tắc số 2 để mà chúng ta khen chê, đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải cân bằng cái cảm xúc của mình. Cái lý thuyết về mặt khen chê thì rất là dễ, nhưng mà thực tế là chúng ta không thể nào giữ được cái cảm xúc của mình
Cho nên là gì ạ? Là chúng ta không khen được đúng cách mà không chê được đúng cách. Cho nên là gì ạ? Là khi mà chúng ta cảm xúc đi lên ấy thì trí tuệ đi xuống, và lúc đó chúng ta là chúng ta bắn như liên thanh, đúng không ạ? Lúc đấy là chúng ta xa xả luôn, và toàn những cái lời độc ác, toàn những cái lời tiêu cực, và gì ạ? Những cái ngôn từ của chúng ta là gì ạ? Để gần như là để phục vụ cho việc mà trả thù. Chúng ta cảm thấy hả hê khi mà chúng ta chê được thằng khác. Đấy. Đặc biệt với những cái người mà mình ghét, đặc biệt với những người mình không thích, đặc biệt với những người mà mình đang có những cái ấm ức ở trong lòng ấy. Cho nên là khi mà mình nhìn thấy nó có cái điều gì nó không tốt, một phát thôi là mình phi thân vào, mình chém, mình chửi như đúng rồi ạ. Đấy. Đấy là thỏa mãn cái tôi của mình, thỏa mãn cái cảm xúc của mình thôi. Đấy. Vì vậy, cái khó nhất đó là chúng ta phải kiểm soát cái cảm xúc của mình. Mình nói ví dụ như này. Khi mà con Huy mà nó gặp một cái lỗi gì đó, nó làm một cái gì đó bị sai, Huy không hài lòng, thì Huy yêu cầu nó đứng úp mặt vào tường 1 phút. Thế thì trước đây thì vợ Huy thì nó không mà làm cái này bao giờ cả. Đấy. Và cứ mỗi lần mà con mà làm gì sai đấy, mà đầu là dùng roi để quật, rồi đánh, rồi mắng, rồi chửi. Mà tại sao làm thế kia? Tại sao con lại làm thế kia? Tại sao con lại làm đổ nước? Tại sao lại không học bài? Tại sao lại không nghe lời? À, thì lúc đấy là gì ạ? Lúc đấy cảm xúc đi lên và chửi mắng con xa xả. Và lúc đó là gì ạ? Lúc đó mình bảo sao lại mắng con kinh thế? Thì bảo là gì ạ? Đây là đang dạy con nhé, dạy con cầm roi, dạy con này. Đấy, dạy con một cách rất là căng thẳng như vậy. Huy cũng gặp rất nhiều trường hợp như vậy, và Huy cũng mắc như vậy anh chị em. Nhưng mà lúc đó thì anh chị em tưởng tượng khi mà trẻ con nó làm sai cái gì đó, nó rất là sợ, thì khi đó ấy, nó không có học được cái điều gì cả, nó không rút được kinh nghiệm gì hết. Mà lúc đó ấy, là mình chỉ đánh, mình chỉ mắng để thỏa cái cơn tức của mình thôi. Thỏa cơn tức của mình. Chứ còn thực tế là mình không dạy được con lúc đó đâu. Bởi vì lúc mà mình đang cảm xúc đi lên là mình không dạy được con. Lúc mà mình cảm xúc đi lên ấy, mình cũng không dạy được đội nhóm của mình đâu. Mình lúc mình cảm xúc đi lên ấy, mình cũng không dạy được chồng, không dạy được vợ của mình đâu. Cho nên lúc nào mà cảm xúc đi lên, mà lúc mà căng thẳng nhất ấy, thì đừng có dạy. Đúng không ạ? Đừng có dạy ai cái điều gì khi mà họ đang căng thẳng, họ đang gì, họ đang buồn, họ đang nóng. Tốt nhất lúc đó là nên im lặng. Đúng không ạ? Im lặng. Im lặng bằng cách nào ạ? À, con mình thì mình cho nó đứng úp mặt vào tường. Thực tế không phải là để cho nó tìm ra bài học, bởi vì trẻ con nó chẳng biết bài học là gì đâu. Nhưng mà thực tế là để cho mình bình tĩnh. Cho con úp mặt vào tường 1 phút để làm gì ạ? Để 1 phút để cho bố mẹ bình tĩnh. Đấy. Cho nên là gì ạ? Anh chị em muốn dạy con ấy thì đây là nguyên tắc để dạy con. Đó là gì ạ? Mỗi khi mà con mắc lỗi thì đầu tiên là cho nó úp mặt vào tường 1 phút. Đây là con bé thôi anh chị em nhé, con nhỏ thôi. Con lớn thì không là dùng cách này được, dùng cách khác. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cũng để cho họ thời gian để họ suy nghĩ. Cho họ thời gian để họ suy nghĩ. Đấy. Và 90% là họ cũng không nghĩ ra được đâu. Nhưng mà cái chính ấy, đấy là để cho mình bình tĩnh. Để cho mình bình tĩnh. Sau đó mình bắt đầu mình quay lại. Ok, con bình tĩnh chưa? Không sao đây. Thực ra mình bình tĩnh. À, con ra đây. Con ra đây, bố con mình nói chuyện với nhau. Thế con đã nhận lỗi chưa? Con đã biết lỗi của mình chưa? Thì lúc đấy thường trẻ con nó sẽ nhận lỗi. Còn lúc mà nó đang sai, nó đang buồn, nó đang khóc ấy. Con Huy nó có tật, nó là ăn vạ rất kinh. Tức là chỉ hơi động cái thôi là nó gào lên, nó khóc. Thì mình lúc đấy mình chửi nó, mình mắng nó thì không được. Thế mình để cho nó khóc. Đó là gì ạ? Nếu mà con muốn khóc, con cứ ra úp mặt vào tường, con khóc thoải mái. Khóc xong thì ra nói chuyện với bố. Đấy. Nếu mà khóc xong rồi bắt đầu ra, thì bảo là con có biết là con làm như thế là không tốt không? Con biết là làm như thế là không đúng không? Đấy. Đấy thì bố rất là gì ạ? Tin tưởng con, nhưng mà bố không thích cái điều đó. À, bố không muốn là con tiếp tục tái diễn cái việc đó. À, con sai điểm này, con chưa tốt điểm này, và con nên làm như này thì là tốt hơn. Đó. Thì đấy là cách mà mình dạy con. Nhưng mà cái cách đấy là cách dạy mình. Cách đấy là cách dạy mình. Đó. Cho nên là mỗi khi mà mình muốn giúp đỡ người khác ấy, thì mình phải duy trì cái cảm xúc. Duy trì cái cảm xúc tích cực của mình. Duy trì cái cảm xúc tốt đẹp của mình. Và mong muốn, thực sự mong muốn giúp đỡ người khác. Trong đội nhóm của Huy ấy, cũng có những cái người mà gì ạ? Mà mắng người khác xa xả. Đấy, mắng trước mặt đám đông luôn. Mắng trước mặt bản dân thiên hạ luôn. Đấy, và
người ta ngụy biện rằng người ta đang gì, đang giúp đỡ người khác, đang muốn dạy dỗ người khác, đang muốn chỉ cho người khác. Đấy. Nhưng mà đây thực ra là một cái sai lầm rất lớn, sai lầm rất lớn khi mà mình mắng người khác trước mặt đông người. Và khi đó chúng ta phải hỏi là mình làm cái điều đó thì có giúp được, giúp họ tìm ra được cái chân lý, giúp họ tìm ra được cái bài học hay không, hay là giúp họ phát triển, giúp họ thay đổi hay không, hay chỉ là gì ạ, hay chỉ là thỏa mãn cái tôi của mình. Luôn luôn phải đặt câu hỏi như vậy, đúng không ạ? Mình có đang nói để giúp họ hay không, hay là mình nói để cho sướng cái miệng của mình, để thỏa thỏa cái cơn tức của mình, để thỏa cái cảm xúc tức thời lúc đó của mình, được chưa? Đấy. Rồi, chúng ta biết rằng cái nguyên tắc số 3 nữa khi mà khen và chê ấy, đó là chúng ta hãy luôn luôn tìm ra được cái điểm tốt của họ, luôn luôn tìm ra cái điểm tốt ở bên trong của họ. Bởi vì chúng ta biết rằng là gì ạ? Nhân vô thập toàn, đúng không ạ? Không có ai toàn vẹn cả, ai cũng có cái điểm mạnh, ai cũng có điểm yếu, ai cũng có điểm tốt, ai cũng có điểm xấu, ai cũng có lúc làm tốt, ai cũng có lúc làm sai. Cho nên là gì ạ? Chúng ta hãy bao dung với những cái lỗi lầm của người khác, đồng thời là gì ạ? Hãy tìm ra những cái điểm tốt của họ để mà gì ạ? Để mà gửi cái lời khen. Chúng ta không nên khen đểu mà chúng ta gì ạ? Chúng ta phải khen thật. Và để khen thật thì chúng ta phải tìm ra cái điểm tốt của người khác. Phải nhìn ra cái điểm tốt của người khác, đúng không ạ? Thì cái kỹ năng để nhìn ra điểm tốt của người khác đấy là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta phải nhìn ra cái điểm tốt của họ thì chúng ta mới có lời khen đúng được. Nếu không chúng ta sẽ khen không đúng. Có phải không ạ? Đó. Cho nên là như này, việc đầu tiên chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta cũng không phải là cái người toàn vẹn. Chúng ta cũng đang có những cái lỗi. Cho nên chúng ta tuổi gì mà chúng ta gì ạ? Chúng ta bắt người khác phải hoàn hảo, đúng không ạ? Ví dụ như này, có những cái người mà họ làm chưa tốt, nhưng mà mình nói rằng như này, mình nghĩ là như này, ở cái tuổi đấy của họ, ví dụ như là trong đội nhóm của Huy có những cái bạn rất là trẻ, có những bạn sinh viên rất trẻ, mới chỉ có 20 tuổi thôi, 18, 20 tuổi thôi. Thì cái suy nghĩ của các bạn ấy, rồi cái cách làm của các bạn ấy, cái lời nói của các bạn ấy, nó chưa được gọi là hoàn hảo, nó chưa được tốt. Và lúc đó thì mình cũng rất là buồn vì những cái lời nói đó, những cái suy nghĩ đó. Tuy nhiên, mình ngồi mình nghĩ lại, mình bảo, này, lúc mà mình 20 tuổi bằng họ, liệu mình đã nói được như họ chưa? Liệu mình đã nghĩ được như họ chưa? Đấy, mình bảo, lúc đấy mình còn kém hơn nó. Đúng không ạ? Đấy, thế thì làm sao ạ? Làm sao mình có quyền chê nó? Đó. Cho nên là với cái tuổi đó, là họ đang làm như vậy, là họ đang làm tốt nhất trong cái khả năng của họ rồi. Như vậy là khi mà mình luôn luôn nghĩ rằng họ đang làm tốt nhất trong khả năng của họ rồi, thì mình làm sao ạ? Mình làm sao mà mình chê được nữa, đúng không ạ? Và khi đó mình sẽ khen một cách thật lòng, được chưa ạ? Rồi, cái nguyên tắc thứ tư để mà khi mà khen người khác nữa, đó là gì ạ? Là hãy thấu hiểu người khác. Thấu hiểu người khác bằng cách nào ạ? Bằng cách lắng nghe, bằng cách gì ạ? Bằng cách tìm hiểu chân tướng sự vật, sự việc. Trước khi mà chúng ta chê hoặc trước khi mà chúng ta góp ý, hãy tìm hiểu nguyên nhân sâu xa tại sao họ làm như vậy, tại sao họ lại hành động như vậy. Đấy, cho nên là có một câu đó là gì ạ? Hiểu người khác thì khó, chê người khác thì dễ. Đó. Cho nên là gì ạ? Rất nhiều người thì đặc biệt những cái người nhóm D mạnh mẽ thì những người mà rất là hay đòi hỏi người khác phải thế này, phải thế kia và hay buông ra những cái lời lẽ nó gọi là gì ạ? Là ác ý, phản cảm hay là những cái lời mà gọi là gây sát thương ấy. Đó. Cho nên là tất cả anh chị em phải hết sức lưu ý khi mà mình nói chuyện với người khác. Nếu mà mình đúng ấy, thì mình đâu cần phải giải thích. Nếu mà mình sai ấy, thì mình không có quyền để giải thích, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Nếu mà mình đúng mà họ sai thì mình cũng không cần phải góp ý một cách quá căng thẳng, họ sẽ tự nhận ra được. Còn nếu như mình sai họ đúng ấy, thì mình tuổi gì, mình gọi là gì ạ, mình quyền gì để mà mình nói người khác, đúng không ạ? Cho nên là tốt nhất mình hãy giữ im lặng, tốt nhất là mình hãy bình tĩnh, mình hãy nhẹ nhàng để mà mình suy nghĩ. Đó thì đó là những cái nguyên tắc để mà chúng ta trước khi mà chúng ta khen chê là chúng ta phải chuẩn bị cho mình cái tâm lý như vậy, đúng không ạ? Rồi
Tiếp theo là chúng ta biết về cái kỹ thuật khen chê, hay là cái gọi là chìa khóa, cái chìa khóa trong cái việc khen chê làm sao cho nó đúng. Thứ nhất đó là khen, chúng ta khen ngay. Khen ngay. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái điểm nào tốt, chúng ta cảm nhận thấy là sẽ có cái điều gì tốt là chúng ta khen ngay. Khen thì phải khen ngay. Còn chê hay là góp ý thì góp ý từ từ. Được không ạ? Cái số 1 đấy là gì ạ? Khen thì khen ngay, góp ý thì góp ý từ từ. Được không anh chị em? Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái điều gì đó chướng tai gai mắt mà chúng ta muốn góp ý, thực ra là lúc đấy là chúng ta muốn góp ý ngay ấy. Nhưng mà gì ạ? Từ từ bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đó, ngày xưa ấy là Huy có một cái tính đó là gì ạ? Nghĩ gì nói vậy, gọi là bộc trực, thẳng tính hay nói thẳng ấy. Đấy, thì sau một lần mình đọc được một cuốn sách, mình nói rằng là gì ạ? Không phải cái gì cũng nói ra. Cái gì cũng nói ra thì đấy không phải là thẳng tính bộc trực, mà đấy là gì ạ? Đấy là độc ác. Đấy là tội ác. Cho nên là gì ạ? Cho nên Huy bắt đầu Huy rèn luyện cái bản thân mình, đó là khi mà mình cần góp ý với ai đó, mình từ từ góp ý, bình tĩnh. Mình đếm từ 1 đến 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và sau đó mình nghĩ là mình có nên chê ngay bây giờ không? Mình có nên góp ý ngay bây giờ không? Hay là để từ từ? Đúng không ạ? Và nhờ cái công thức này cho nên là gì ạ? Huy mới sáng tạo ra cái công thức ạ, không phải sáng tạo ra công thức mà Huy mới bình tĩnh để mà gì ạ? Để mà làm những cái việc khác được. Bình tĩnh để mà có thể là gì ạ? Có thể góp ý để mà giúp đỡ cho người khác phát triển được. Đó. Thì khen thì chúng ta phải khen ngay. Nhìn thấy cái điểm tốt là chúng ta khen ngay. Khen ngay khi mà chúng ta cảm nhận, chúng ta nhìn thấy hoặc chúng ta nghe thấy cái điều mà người khác làm tốt. Đúng không ạ? Đấy. Còn chê, chúng ta chê từ từ, góp ý từ từ. Bởi vì sao ạ? Khi mà họ làm sai ấy, thì chính bản thân họ là chính là cái người mà có những cái cảm xúc mà nó xáo trộn nhất. Và lúc đó mình xông vào mình chê ấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không hiệu quả đâu. Nhưng mà khi mà họ bình tĩnh rồi thì chúng ta gì ạ? Chúng ta góp ý nó mới dễ, nó mới vào. Đấy, được không ạ? Rồi. Khi mà chúng ta khen ấy thì chúng ta khen công khai, khen trước bàn dân thiên hạ. Úi giời ơi, hôm nay dạ, Trần Phương này rất xinh đẹp này, ví dụ thế. Hoặc là dạ, hôm nay là một cái người nào đó có một cái thành tích nào đó thì chúng ta khen công khai. Ví dụ thế. Khen này khen công khai, nhưng mà dạ, nhưng mà góp ý thì góp ý này, góp ý riêng tư. Góp ý riêng tư thì chúng ta gọi riêng vào, nói chuyện riêng, được không ạ? Đấy. Mình nói chuyện là dạ, là em có cái lỗi này, và cái lỗi này em cần phải sửa. Nếu mà em muốn tốt đẹp hơn thì em muốn thành công thì em phải sửa cái lỗi này. Thì khi đó thì chúng ta sẽ không làm cho họ bị mất mặt, đúng không ạ? Những cái cô vợ hoặc là những cái người thủ lĩnh mà sai lầm đó là gì ạ? Đó là chê người khác trước mặt mọi người. Cái điều này cực kỳ nguy hiểm. Những cái người phụ nữ mà chê chồng mình trước mặt người khác ấy, anh chị em nhớ điều này này, thì cái thằng chồng đấy kể cả nó sai nhé, nhưng mà nhất là bét bố cứ sai đấy, bố cùn đấy. Đấy, anh chị em cứ có thấy điều này không ạ? Những cái người mà bị chê trước mặt người khác ấy, thì họ làm sao? Họ sẽ cùn, họ sẽ không nhận lỗi của họ. Đấy, cho nên anh chị em hết sức lưu ý khi mà chê, không nên chê trước mặt mọi người. Được không ạ? Trừ phi chúng ta muốn thì là dùng cái bài học của người này để nhắc nhở người khác. Tuy nhiên, để mà làm điều đó thì chúng ta cũng phải nói chuyện với người này trước. Thậm chí là chúng ta phải xin phép họ là cho tôi sử dụng cái câu chuyện sai lầm của họ để mà nói người khác. Hoặc nếu mà chúng ta sử dụng câu chuyện của cái người đó để chúng ta hướng dẫn, để chúng ta dạy, hay là chúng ta chia sẻ để chúng ta giúp người khác không mắc cái lỗi đó nữa, thì chúng ta không nên nói tên của họ ra. Ví dụ như là mình mắc lỗi, ví dụ như là ai đó mắc lỗi, thì mình nói rằng là gì ạ? Trong đội nhóm thì có một cái người có cái lỗi này. Thế đó mình chỉ nói là có người thôi. Mình không nói tên họ ra. Mình không ám chỉ họ. Đúng không ạ? Mình không ám chỉ họ. Mà mình chỉ nói ra cái câu chuyện đấy thôi. Để mà gì ạ? Để tìm ra cái giải pháp để giúp đỡ cho người khác. Đúng không ạ? Cho nên luôn luôn tập trung vào bài học, chứ không tập trung vào lỗi lầm của họ. Đúng không ạ? Rồi. Khen thì khen công khai, chê thì chê riêng tư. Khen thì khen tổng thể, chê thì sao ạ? Chê cục bộ. Ví dụ như này,
cái trẻ đứa trẻ khi mà nó bị đổ cốc nước thì mình sẽ bảo sao ạ? Mày là cái đứa hậu đậu, tức là gì ạ? Mình chê, đấy là chê tổng thể, tức là cái hành động mà nó làm đổ cốc nước thôi thì mình suy ra nó là cái thằng hậu đậu, cái đứa hậu đậu đấy. Trong đội nhóm của mình ấy, có một cái đứa, có một cái người ấy, mà họ làm cái việc gì đó không tốt thì mình suy ra cái con người của họ là người không tốt, thì cái điều này là không nên, không nên, đúng không ạ? Nhưng nếu mà họ làm cái điều gì đó tốt ấy mà thì chúng ta lại làm sao? Chúng ta thường là chúng ta lại chỉ khen một cách gọi là hờ hững thôi. Đấy. Nhưng mà khi mà họ làm cái điều gì tốt ấy thì chúng ta nói rằng là gì ạ? À, tính cách của họ là cái người gì ạ? À, khi mà họ là cái người làm việc rất là tận tâm với cả đội nhóm thì mình nói rằng là gì ạ? À, bạn là cái người rất tận tâm. Đấy, em là người rất tận tâm, anh rất rất thích điều đó, rất là chăm chỉ này, nỗ lực này. À, cái con người của em sẽ là cái con người thành công trong tương lai này. Đấy. Thì tức là gì ạ? Mình từ một cái hành động ấy hay mình khen là khen cái tổng thể. À, ví dụ như là có một cái bạn khi mà mới vào trong đội nhóm thôi, nhưng mà bạn đã gì ạ? Bạn đã rất là tích cực, bạn đã rất thích kết nối với người khác và rất là gì ạ? Khiêm tốn, rất là gì ạ? À, rất là học, thích học hỏi. Thế thì mình mới gì ạ? Mình mới khen khen bạn ấy trước trước cuộc họp. Đấy là gì ạ? Đây là một tấm gương cho mọi người. Bởi vì sao ạ? Và một cái con người mà rất là khiêm tốn, thích học tập, rồi là gì ạ? Lại rất có khả năng kết nối với người khác. Đấy. Thế mình nhìn những cái hành động của những người đó, sau đó mình suy ra cái tính cách của họ. Còn nếu như mà họ làm sai cái điều gì ạ, thì mình chỉ góp ý riêng cái sai đó thôi. Tức là mình chỉ chê riêng cái đó thôi. Nhưng mà mình vẫn tin tưởng rằng cái tổng thể, tức là tính cách của họ là cái người tốt, đúng không ạ? Là cái người mà dạ, tuyệt vời đó. Thì đấy là cái việc mà chúng ta khen tổng thể, nhưng mà chê thì chê cục bộ, đúng không ạ? À, chúng ta khen thì chúng ta khen khen dài ra, khen nhiều nhiều cái. À, tức là khen thì chúng ta khen nó một cách gọi là khen khen một tràng, khen một tràng, khen dài, khen lâu. Còn chê ấy, thì chê ngắn thôi, khen thì khen dài, chê thì chê ngắn thôi. Tức là chúng ta góp ý á, thì chúng ta góp ý vài câu thôi, họ hiểu rồi. Nhưng có nhiều người á, là có bị cái sai lầm như này, góp ý đi, góp ý lại, chế đi, chế lại, nhai đi, nhai lại những cái sai lầm của người khác ấy. Đấy. Và mình hy vọng rằng họ sẽ thay đổi ấy. Thì cái điều này là cái điều mà rất là sai lầm, đúng không ạ? Ngày xưa ấy, thì Huy cũng như là Huy cũng 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 gặp cái lỗi này. Đó là khi mà người ta có một cái lỗi gì sai ấy, mình cứ nhắc đi, nhắc lại, nhắc đi, nhắc lại. Mình hy vọng rằng họ sẽ nhớ, nhưng mà thực ra cái điều này là cái con dao hai lưỡi. Thực ra điều này nó là cái điều sai lầm. Đó là gì ạ? Mình càng nhắc đi nhắc lại cái lỗi lầm của họ thì họ làm sao ạ? Họ càng chán ghét mình, họ càng gì ạ? Họ càng không nghe. Người ta bảo biết rồi khổ lắm nói mãi, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái điều rất là sai lầm đó. Cho nên là chê thì chê ngắn thôi. Đấy. Còn khen thì khen nhiều lần, khen dài. Đấy. Khen dài, khen đi khen lại, còn chê thì chê một lần thôi, đúng không ạ? Đấy. Rồi cái tiếp theo nữa đó là khen thì phải khen thật và chê thì chê đúng, đúng không ạ? Khen thì phải khen thật, chê phải chê đúng. Và khen mà không thật ý, thì nó gọi là khen đểu, đúng không anh chị em? Khen mà khen không thật thì gọi là khen đểu, mà khen đểu thì làm sao? Khen đểu phản tác dụng ngay. Đấy. Ví dụ như này, mình mặc cái áo này thì cũng bình thường, không 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 đẹp lắm, nhưng mà gì ạ? Tung hô mình lên trời xanh thế này thế kia, mình hát không hay lắm, nhưng bảo là gì, ui rồi ôi, gọi là gì ạ? Ca sĩ coi như là vứt đi hết. Đấy. Hát thế này mới là hát chứ, còn ca sĩ là coi như là hỏng hết. Thì đấy là gì ạ? Thì đấy là gọi là khen quá này anh ạ. Khen quá đấy, khen nó không đúng, gọi là khen quá, hoặc là khen gì ạ? Khen đểu. Còn chê thì phải chê phải chê đúng, khen là khen thật, chê là phải chê đúng. Chê mà sai thì làm sao ạ? Họ không nhận. Góp ý mà sai thì làm sao? Họ không nhận, họ cãi ngay. Cho nên khi mình góp ý mà họ cãi, mình xem lại xem mình góp ý có đúng không, được chưa? Mình góp ý mà họ cứ vậy, họ cứ bật lại, thì việc đầu tiên là mình lại gì ạ? Quay lại cái nguyên tắc số 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 4, đó là gì ạ? Phải thấu hiểu người khác, phải lắng nghe người khác. Bây giờ mình nghe một ai đó nói rằng là thằng này nó làm cái việc này việc kia, mình xông phi vào phát là mình gì ạ? Mình chửi nó luôn. Huy rất nhiều lần mình gặp cái trường hợp này, mình chẳng làm cái điều gì sai cả, tự nhiên có người nhảy vào chửi mình. Đấy. Sau đó làm sao ạ?
sau đó mới phát hiện ra là mình bị oan, bởi vì có người nào đấy họ họ không hiểu, họ cũng nghĩ rằng mình là như này như kia, sau đó họ đi họ nói đấy, họ nói thì cái người mà nghe không thủng thì bắt đầu là gì ạ, nhảy vào mà gọi là chửi luôn đấy, không hiểu điều gì xảy ra nhưng bạn nhảy vào chửi luôn đấy. Thì trong đội nhóm của Huy cũng có trường hợp như vậy, rất buồn cười. Và sau đó thì biết là mình khen à, biết mà mình chê mình chửi sai ấy, thì rất là ngượng ngùng nhưng mà gì ạ, nhưng mà cũng không xin lỗi. À, không có gọi là sửa cái sai đấy của mình, và cứ thế là cứ lần sau lại cứ lặp lại như vậy đấy. Cho nên anh chị em khi mà có ai đó nói cái điều gì đó không tốt về người khác, và thậm chí là gì ạ, muốn mình ra mặt để mà góp ý thế này thế kia, thì việc đầu tiên là mình cứ bình tĩnh đã, mình nghe vậy biết vậy thôi đấy. Chứ còn có những người mà thích nói xấu người khác, thích dựng chuyện nói xấu người khác ấy. Cho nên là nếu như mình là thủ lĩnh mà mình cứ nghe một tai, sau đó mình quay ra mình phán xét, mình chửi mắng, mình nói người khác, nói người cái người mà bị nói xấu ấy, thì cái điều đấy là sẽ không tốt. Cho nên khi mà mình nói mà người khác họ phản ứng, họ không có nhận rằng không nhận ra là họ sai ấy, thì chúng ta phải kiểm tra lại xem là chúng ta đã thấu hiểu họ chưa. Được không ạ? Rồi. Khi mà chúng ta khen thì chúng ta khen khi mà gì ạ? Khi mà tâm trạng của người khác đang đi xuống, hay là khen thì khi buồn và chê thì khi vui. Đó. Khen thì khi buồn, chê thì khi vui. Tức là sao ạ? Khi mà người ta đang cái tâm trạng người ta đang đi xuống, cái năng lượng đi xuống, cái cảm xúc đi xuống, họ đang mất tự tin, họ đang không tự tin, thì lúc đó là lúc mà chúng ta cần phải khen, đúng không ạ? Còn khi mà họ đang vui, họ đang cảm thấy rất là hào hứng, họ đang rất là tích cực, thì chúng ta mà khen nữa thì làm sao ạ? Thì họ phồng mũi lên, họ lại ảo tưởng, họ lại tưởng là gì ạ? Họ tưởng là họ ngon lắm, họ lại ảo tưởng sức mạnh, thì làm sao ạ? Thì họ lại bay đi mất, họ lại gì ạ? Họ lại không biết mình là ai, và điều đấy rất nguy hiểm, đúng không ạ? Cho nên khi mà họ đang vui ấy, thì mình đấy là lúc tốt nhất để mình góp ý, để mà giúp cho họ nhận ra cái bài học, để giúp cho họ gì ạ? Để cho họ, bởi vì lúc mà họ vui ấy, thì là họ dễ tiếp nhận nhất. Đó, họ vui là họ dễ nhận ra những cái điểm mà gọi là mình góp ý nhất. Bởi vì khi đó ấy, thì họ sẽ có sự tin tưởng rằng là mình đang muốn giúp đỡ họ. Đấy. Đấy. Cho nên là khen khi mà đang cái năng lượng nó đi xuống và chê khi mà năng lượng đang đi lên. Đúng không ạ? Cái năng lượng hay cảm xúc hay cái tâm trạng đang đi lên thì chúng ta gì ạ? Chúng ta góp ý. Tức là lúc nào người ta đang vui nhất ấy, thì kéo vào để góp ý riêng. Đấy. Còn lúc nào mà họ đang buồn ấy, thì làm sao ạ? Thì mình khen. Đó. Khen để làm gì ạ? Để kéo họ lên. Khi mà họ đang vui thì chê để kéo họ xuống, để họ gì ạ? Góp ý để kéo họ xuống, để họ gì ạ? Để họ đứng trên mặt đất, để hai chân chạm đất. Đấy, trong đội nhóm của Huy thì ngày xưa Huy cũng gặp sai lầm, đó là gì ạ? Có những người họ không biết họ là ai. Và mình cũng là gì ạ? Mình cũng chưa có nắm được cái quy luật này. Cho nên là khi mà mình thấy họ thích khen ấy, thì có những đội ấy, họ thích khen vô cùng anh em. Khen sai họ cũng thích. Đấy. Thì mình thấy họ thích được khen, thế mình khen ấy, thế họ sướng, thế là mình lại càng khen tợn hơn, mình khen gọi là khen khen quá lên ấy, thì họ vẫn sướng, và sau đó họ gì ạ, họ tưởng là họ ngon lắm, họ tưởng là họ họ kinh khủng lắm, họ ảo tưởng sức mạnh, sau đó là gì ạ, là họ quay ra họ làm những thứ mà mình thật sự là bất ngờ đấy. Cho nên là anh chị em lưu ý là khi mà họ đang đi lên thì đấy là lúc tốt nhất để chúng ta góp ý, còn khi họ đang đi xuống thì cách tốt nhất là chúng ta hãy khen ngợi họ, được không ạ? Rồi. À, cái chìa khóa tiếp theo đó là gì ạ? Đôi khi là khen hay chê ấy, là không nhất thiết phải nói ra bằng lời đâu. Đôi khi là một cái thái độ thôi, một cái dạng một cái phi ngôn từ thôi, nó cũng có thể là khiến cho người khác là gì ạ? Là biết là mình đang khen hay mình đang chê. Đôi khi mình chỉ thế này, thế là biết là đang khen, nhưng mà gì ạ? Mình đang cói cả mày vào. Tức là gì ạ? Là mình đang không hài lòng, tức là mình đang chê, đúng không ạ? Đó. Cho nên anh chị em thấy rằng là khi chúng ta là một thủ lĩnh hoặc là một cấp trên hoặc là một cái người sếp, một người giám đốc ở trong công ty, thì chúng ta thấy là gì ạ? Nhân viên là thường nhìn mặt sếp để làm việc, đúng không ạ? Cho nên là khi mà sếp mà hài lòng, mà sếp đồng ý thì mặt sếp khác, mà khi mà sếp không đồng ý, sếp chuẩn bị chê thì mặt sếp khác. Đấy. Cho nên khen chê đôi khi không cần phải nói ra, chỉ cần thái độ của mình thôi là đã gì ạ? Đã thể hiện sự khen chê rồi. Được chưa ạ?
đôi khi gật đầu like là được rồi, đúng không ạ? Chứ không cần phải nói ra là em tốt lắm, em giỏi lắm, em thế này, em thế kia, không cần. Đấy. Thì cái thái độ của mình ấy, tại sao có những người mà cái thái độ là cái miệng thì nói ra là muốn giúp đỡ người khác, nhưng mà thái độ thì muốn dìm dìm người khác. Đấy. Như vậy là giữa lời nói và hành động nó không đi đôi với nhau. Đấy. Lời nói của mình là khen nhưng thái độ của mình là chê, hoặc lời nói của mình là chê nhưng thái độ của mình là khen. Nói chung là gì, nó không, nó bất nhất. Đấy, lời nói và hành động nó bất nhất thì nó làm cho người ta bị bối rối đó. Cho nên là việc của chúng ta đó là chúng ta hãy đưa ra những cái thái độ, những cái body language, những cái hành động để mà người khác cảm nhận được đúng cái thứ mà mình đang suy nghĩ đó. Và cách tốt nhất đó là chúng ta hãy hướng tới cái sự tốt đẹp, hãy tìm ra cái điều tốt đẹp của mỗi con người để chúng ta gửi cái lời khen ngợi nhiều hơn. Đấy. Không phải là chúng ta không được chê, mà chúng ta chê, chúng ta góp ý một cách khéo léo. Còn khen ngợi thì chúng ta hãy gửi cái lời khen ngợi nhiều hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có niềm tin rằng tất cả những cái người mà đang đang bị chê đó thì họ là gì ạ? Họ là những người trưởng thành và họ có khả năng tự nhận thức ra cái lỗi lầm của họ và họ có khả năng tự sửa chữa. Đấy, và chúng ta cần phải tôn trọng họ, cần phải tin tưởng vào họ, thì đấy mới chính là cái điều mà của thủ lĩnh cần cần có, đấy nhỉ. Và có một cái kỹ thuật nữa khi mà chúng ta khen hay chê, đó là chúng ta gì ạ, chúng ta khen thì khen, khen thì khen gián tiếp, chê thì chê trực tiếp. Cái này nó không không nó không bị ngược so với cả những cái phía trên trên đâu. Khen là chúng ta khen sau lưng, ví dụ như này, chúng ta muốn muốn khen một ai đó thì chúng ta khen cái người đó khi mà không có mặt họ, khi khen cái người đó không có, khi không có mặt họ thì sau đó ấy, thì kiểu gì á là cái lời khen nó của mình ấy, nó sẽ đến được tai họ và lúc đó ấy, thì họ sẽ sướng gấp đôi, gấp 3 lần khi mà mình khen trực tiếp, được chưa ạ? Nhưng nếu mà mình nói xấu sau lưng họ ấy, thì nói xấu kiểu gì cái người nói xấu đến ai đó. Ở trong đội nhóm của Huy có những người rất thích nói xấu nhỉ. Trước đây thôi, còn bây giờ thì những cái người đó là Huy loại bỏ ra khỏi đội nhóm. Thì những cái người mà nói xấu sau lưng ấy thì kiểu gì cũng đến tai Huy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà mình nói xấu ấy, thì mình phải nói xấu đến một ai đó. Và cái người đó thì họ cũng không có giữ cái bí mật được. Cho nên họ cũng nói với ai đó và cái từ người này truyền qua người kia, rồi đến một ngày thì cũng sẽ đến tai của cái người mà bị nói xấu, đúng không ạ? Và khi đó làm sao ạ? Khi đó cảm xúc của mình rất là gì ạ? Rất là nóng, rất là bực, rất là giận, đúng không ạ? Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta cần phải khen người khác thì hãy khen sau lưng chứ đừng nói xấu sau lưng, đừng có chê sau lưng. Còn nếu mà mình chê, mình cần góp ý á, thì mình gọi trực tiếp vào mình nói, tức là mình nói trực tiếp với họ chứ đừng nói sau lưng họ. Đúng không ạ? Mình có thể mượn cái bài học của họ để mình nói thôi, chứ đừng nói xấu sau lưng họ. Đúng không anh chị em? Đấy, đừng có góp ý sau lưng người khác. Hoặc là gì ạ? Trừ phi là mình nhờ cái người thứ ba để góp ý cho cái người đó. Ví dụ mình góp ý thì nó không nghe, thì mình nhờ người thứ ba để góp ý cho họ, thì mình nói thẳng luôn, đấy là tôi nhờ anh góp ý cho cái người kia cái điều này. Chứ không phải nói xấu, không phải than phiền, không phải đổ lỗi, không phải chỉ trích. Đấy. Mình cứ than phiền là cái thằng kia nó thế này, thằng kia, thằng sếp của mình thế này, thằng sếp của mình thế kia, chồng mình thế này, vợ mình thế kia, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã mắc cái lỗi này trước đây ạ? Tức là gì ạ? Mình cứ lấy cái lỗi của họ, xong rồi mình đi mình kể lể với người xung quanh ấy. À, trước đây Huy gặp cái trường hợp này rất nhiều, Huy bị rất nhiều anh chị em, và chính vì là Huy bị rất nhiều và Huy làm cho cái cuộc đời của Huy nó đi xuống. Những cái con người xung quanh của Huy họ họ không thích chơi với Huy nữa, cho nên Huy rất là đau đớn, và chính cái sự đau đớn đó làm cho Huy phải họ phải nghiên cứu, làm cho Huy phải thay đổi. Và sau khi Huy nghiên cứu, Huy thay đổi, Huy áp dụng những công thức này thì Huy đã thành công, và đến bây giờ thì Huy đã có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, có những cái mối quan hệ tích cực hơn, có một đội nhóm tuyệt vời hơn đó, nhờ những cái nhờ những cái công thức mà mình nghiên cứu như vậy. Rồi thêm một cái điều nữa. Anh chị em cứ tiếp tục comment xuống nhé. Thêm cái điều nữa đó là khi mà mình khen hay chê ấy, thì mình hãy đưa cái cảm xúc thật của mình vào. Mình hãy sống thật với cảm xúc của mình. Ví dụ như này,
Khi mà Huy nói chuyện với cả con Huy thì Huy nói rằng là bố rất buồn khi mà con làm cái việc đó. Đấy. Nếu như mà con muốn bố vui thì con hãy làm việc này và bố sẽ rất vui nếu như mà con làm như này. Đấy, như vậy là gì ạ? Mình đưa cái cảm xúc buồn hay vui. Ví dụ như là hôm trước có một cái người họ họ nói sai, cái quan điểm, cái Huy Huy đưa cho họ một cái ý tưởng nhưng mà sau đó họ truyền cái ý tưởng đấy đi nó sai, làm cho có một hai người đó họ hiểu nhầm. Họ quay ra họ chửi Huy, họ mắng Huy. Thì Huy đầu tiên là Huy không biết cái điều gì xảy ra, nhưng mà sau đó thì Huy điều tra, Huy tìm thì phát hiện ra có một người họ nói sai cái ý của mình. Đó. Thì sau đó thì Huy mới mới gọi điện nói chuyện với họ. Huy nói rằng là anh rất buồn khi mà thấy em làm như vậy. Và thực sự là anh rất là thất vọng. Anh rất là thất vọng khi mà em như vậy. Tuy nhiên đó là gì ạ? Anh tin tưởng rằng em không phải là cái người xấu và em chỉ đấy là gì ạ? Là cái lỗi gọi là nhỏ do mình quá là bộp chộp thôi. Chứ còn em là cái người rất tuyệt vời. Anh tin tưởng em là cái người rất tuyệt vời. Đó. Thì như vậy là gì ạ? Mình đưa cảm xúc vào. Anh rất buồn, bố rất buồn, bố cảm thấy thất vọng, bố cảm thấy không vui khi mà con làm điều này điều kia. Hoặc là gì ạ? Khi mà mình khen thì mình đưa cảm xúc của mình vào. Anh cảm thấy rất là tự hào khi mà có em trong đội nhóm. Anh cảm thấy rất là vui khi mà có em trong đội nhóm. Anh cảm thấy rất là gì ạ? Rất là ngưỡng mộ, rất là thích cái điều này điều kia của em. Đấy, mình đưa cái cảm xúc thật của mình vào. Nhớ là cảm xúc thật của mình nhé, anh chị em nhé. Thì đấy như là cái cách để mà mình khen, mình chê một cách rất là gì ạ? Truyền cảm hứng. Đấy. Và có một cái công thức này, có một công thức để khen chê này anh chị em. Có công thức để khen chê này. Đó là công thức bánh mì kẹp thịt. Hầu hết anh chị em chúng ta đều biết được cái công thức này rồi, nhưng mà ít người sử dụng nó bởi vì chúng ta không có điều khiển được cái cảm xúc của mình. Nhưng khi mà điều khiển được cảm xúc của mình thì anh chị em hãy sử dụng cái công thức, nhưng mà hãy nhớ nó phải linh hoạt. Dạ, nhớ linh hoạt chứ đừng sử dụng công thức một cách dập khuôn, nó bắt vị mình hết, đúng không ạ? Những người mà chưa được khen ấy, họ đã bắt vị mình rồi. Chưa được chê họ bắt vị mình rồi. Thế thì trước khi mà mình chê ấy, thì mình đầu tiên ấy, đó là mình tìm cái điều gì đó để mình khen họ. Ngày hôm nay có cái áo đẹp thế, ngày hôm nay có cái bông hoa tai đẹp thế. Đấy. Vào đây nói chuyện đi nào. Đấy. Thế hôm qua nói chuyện gì với kia mà quay ra nó chửi anh thế. Đấy. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới tìm hiểu thông tin và sau đó mình góp ý, mình đưa ra lời góp ý bằng cái cảm xúc của mình, cảm xúc thật của mình. Được chưa? Mình nói cái cảm xúc thật của mình ra thì khi đó cái cảm xúc của mình ấy, nó không còn ở bên trong nữa, nó không còn thôi thúc mình nữa. Mà lúc đó thì mình sẽ bình tĩnh, đúng không ạ? Sau khi mà mình khen xong thì bắt đầu mình góp ý, thì sau đó mình lại khen và nói gì ạ? Anh rất là tin tưởng rằng em là cái người tốt, cho nên anh chưa bao giờ anh nghĩ rằng em lại hành động như vậy. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà anh biết rằng em cũng sẽ học ra bài học rất nhanh và em sẽ trưởng thành rất nhanh và em đúng là thủ lĩnh của anh. Em chính là một cái con người mà gì ạ? Là không thể thiếu trong đội nhóm của mình. Cho nên là gì ạ? Là đây là một cái lỗi nhỏ thôi, mình hãy gì ạ? Hãy coi đấy là bài học, tìm ra cái bài học của mình và sau này mình không mắc cái sai lỗi này nữa và sau này chúng ta sẽ trở nên thành công hơn, trở nên là gì ạ, con người là gì ạ, tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Đó, thì như vậy là gì ạ, là chúng ta sử dụng cái công thức bánh mì kẹp thịt, đúng không ạ, để mà chúng ta khen khen sau đó chê, sau đó là gì ạ, ghi nhận. Cái phần cuối là chúng ta phải ghi nhận hoặc là tin tưởng, phải trao cho họ cái niềm tin rằng là mình tin rằng họ là cái người tốt đấy ạ. Kể cả nó họ có những cái hành động xấu nhưng mà gì ạ? Chúng ta khen xong chúng ta lại phải tin tưởng rằng họ là người tốt. Khi mà chúng ta tin tưởng ấy, thì tự nhiên họ sẽ trở thành người tốt. Còn nếu như mà mình vùi dập họ thì họ sao? Họ sẽ xấu đâu, giống như mình nói. Đấy. Vì vậy là mình muốn như thế nào, mình muốn họ là người thế nào thì mình phải tin tưởng vào điều đó. Đúng không ạ? Mình tin tưởng thì họ sẽ làm được cái điều đó. Mình không tin tưởng thì họ sẽ không làm được. Được chưa? Ok, thì hôm nay thời gian chạy nhanh thế nhỉ? Thì đó là một số cái gọi là kỹ thuật cũng như là một số cái nguyên tắc khen chê trong trong cái đội nhóm và để dành cho những cái thủ lĩnh. Rất là vui khi mà ngày hôm nay được chia sẻ với tất cả anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Đó, và rất là tin tưởng rằng những cái con người tuyệt vời có mặt trong phòng Zoom sáng ngày hôm nay thì đều là những con người mà
có một cái tấm lòng rộng mở, mong muốn giúp đỡ người khác, với một cái tấm lòng chân thành khen ngợi người khác dựa trên cái việc là mong muốn giúp đỡ người khác, và luôn luôn tìm thấy điểm tốt của người khác để khen thay vì là mình phán xét, mình chê. Đó, mình không phải chê người khác để mà mình vùi dập họ, để mình cảm thấy tốt đẹp hơn, mình cảm thấy giỏi hơn, cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy ngon hơn, mà mình cần phải thấu hiểu người khác. Đấy, trước khi mình chê, mình cần phải thấu hiểu người khác. Trước khi mình góp ý, mình cần phải thấu hiểu họ trước, đúng không ạ? Và chúng ta cũng được học về 9 cái chìa khóa trong việc khen chê. Khen ngay, chê từ từ. Khen tổng thể, chê cục bộ. Khen công khai, chê riêng tư. Khen thật, chê đúng. Khen dài, chê ngắn. Khen vui, khen khi buồn, chê khi vui. Đấy, khen khi buồn, chê khi vui, đúng không ạ? Khen khen sau lưng hay là khen gián tiếp, chê trực tiếp, đúng không ạ? Khen bằng cảm xúc, chê cũng bằng cảm xúc, hay góp ý bằng cảm xúc. Khen bằng thái độ, chê cũng bằng gì ạ? Thái độ, đúng không ạ? Đấy, thì đó chính là gì ạ? Đó chính là 9 cái chìa khóa dành cho thủ lĩnh để mà trở thành một thủ lĩnh tài năng, một thủ lĩnh xuất sắc, một thủ lĩnh có thể có hàng hàng ngàn, hàng vạn người follow đi theo.